Địch Mỹ Nhật Ba và Tình Mới đón tin vui đầu năm sau nhiều lần gặp khó, fan ồ ạt chúc mừng. Sau nhiều lần khiến người hâm mộ hụt hẫng, có khả năng phim của Địch Mỹ Nhật Ba và Công Tuấn A Lạc Truyện sẽ lên sóng trong năm 2023. Dự án của trang A Lạc Truyện với sự tham gia diễn xuất của Địch Mỹ Nhật Ba và Công Tuấn dù đã đóng máy và hoàn tất phần hậu kỳ xong từ lâu, nhưng mãi cho tới tận bây giờ, ngày phim ra mắt khán giả vẫn còn là ẩn số. Nguyên nhân là bởi A Lạc Truyện vẫn chưa qua kiểm duyệt. Thế nhưng dựa theo thông tin mới nhất do một blogger tung ra, A Lạc Truyện đã được thông qua, lấy được giấy phép phát sóng. Mặc dù phía đoàn làm phim vẫn chưa có bất cứ động thái nào xác nhận về rumor trên, song người hâm mộ Công Tuấn, Địch Mỹ Nhật Ba cũng như fan nguyên tác đều vô cùng phấn khích, ồ ạt chào và chúc mừng. Đồng thời mong mỏi phim sớm chiếu, khiến tin đồn này neo thẳng top hot Weibo bảng chung. A Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thơ của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Nhậm An Lạc, Địch Mỹ Nhật Ba và Thái tử Hàn Diệp Công Tuấn. Dự án trọng điểm nhà Joko chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 7 2021 và hoàn tất ghi hình sau gần 4 tháng. A Lạc Truyện từng dự kiến sẽ lên sóng trong quý 2 năm 2022. Nhưng như đã nói ở trên, do vấn đề ở khâu kiểm duyệt, nên dù hiện tại đã bước sang năm 2023, khán giả vẫn chưa thấy phim có dấu hiệu sẽ phát hành. Ngoài A Lạc Truyện, Ngọc Cốt Gia do Tiêu Triển đóng chính cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chẳng ai rõ lý do vì sao phim liên tục bị trả về, nhưng người hâm mộ dường như cũng không ngừng, nuôi hy vọng về một ngày hai tác phẩm này chốt được ngày xuất đầu nội diện. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.